Xin chào các bạn, trên tay mình bây giờ đang là sản phẩm Powerbeats Wireless 2, một sản phẩm tai nghe không dây đến từ thương hiệu Beats Audio. Đây là một sản phẩm tai nghe không dây cao cấp với sự hợp tác của siêu sao bóng rổ LeBron James. Các bạn có thể thấy hình của LeBron James được in ngay trên vỏ hộp. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp và đánh giá sơ bộ về sản phẩm này để xem nó có xứng đáng với giá tiền 5.500.000 đồng của nó không. Mở hộp ra, chúng ta có ở đây là chiếc tai nghe Powerbeats Wireless 2 với thiết kế với màu đỏ và màu trắng xen lẫn với nhau, nhìn cực kỳ bắt mắt. Ở dưới đây chúng ta có một cọng dây, dây này không phải là để chỉ là để cho đẹp mà còn vừa để khi mà chúng ta đeo vào thì bám vào cổ ta rất là chắc. Thứ hai nữa là để truyền điện sạc từ bên tay phải sang tay trái vì cổng sạc chỉ nằm ở một bên. Tiếp theo đó ở dưới đây chúng ta có phần mic với hai phím tăng giảm âm lượng, phím play pause và cổng mic để đàm thoại. Là một tai nghe không dây được thiết kế cho việc vận động mạnh như chơi thể thao, chạy bộ hoặc là tập gym, nên Powerbeats Wireless 2 được thiết kế hai móc cao su ở hai bên bánh tai này theo kiểu sinh học. Khi mà chúng ta đeo vào thì hai cái nút cao su này sẽ ôm trọn bánh tai của chúng ta và rất khó để mà khi mà đang đeo thì mà chiếc tai Powerbeats này có thể rơi ra được. Ở bên tay phải chúng ta có đây là cổng sạc micro USB được che bởi một nắp cao su nhỏ. Với cổng sạc này thì chúng ta có thể sạc 5 phút nhưng mà nghe được thời gian nghe được đến 15 phút theo như quảng cáo của Beats. Và khi mà sạc đầy thì thời gian nghe dao động trong khoảng từ 10 đến 15 tiếng tùy theo âm lượng chúng ta sử dụng. Về phụ kiện đi kèm thì ngoài cặp tiếp được gắn sẵn ở trên tai nghe Powerbeats, chúng ta có ở đây ba cặp tiếp hát đi kèm bằng cao su được đóng gói khá là cẩn thận, nhìn rất là đẹp và sang. Ở đây chúng ta có một cặp tiếp hai tầng, một cặp tiếp cỡ mở và một cặp tiếp cỡ lớn. Ở phía dưới chúng ta có một cọng dây sạc cho tai nghe này được làm khá là ngắn, mình nghĩ Beats nên làm cái này dài hơn để cho thuận tiện cho việc sử dụng. Và để trùng với cái màu của tai nghe thì cái cọng dây sạc này cũng được phối màu đỏ đen, nhìn cực kỳ bắt mắt. Và một phụ kiện không thể thiếu trong những tai nghe Beats đó là một chiếc túi đựng tai nghe. Ở trên túi đựng của tai nghe Powerbeats Wireless 2 này, chúng ta có một chi tiết cực kỳ ăn tiền, đó là ở đây chúng ta có một cái hộp cao su để giữ móc khóa này. Khi mà giữ vào thì trông nó rất là gọn và trông nó đẹp hơn nữa. Nói về chất lượng âm thanh của tai nghe Powerbeats Wireless 2 thì phần giống với phần lớn các tai nghe Beats khác, điểm mạnh nhất của nó là âm bass. Tuy nhiên, lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng, lần này Beats đã chuyển sang làm các ba giải âm của nó cân bằng hơn. Giải bass nó không còn quá ù như trước và giải mid cũng đã đẩy lên. Tuy nhiên điểm yếu của nó vẫn là âm treble vẫn chưa được xuất sắc lắm. Và để có thể để trải nghiệm chất âm của chiếc tai nghe này, các bạn nên đến các showroom của Xuân Vũ Audio để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các review lần sau.